I think is bún chả and beef. Anything else? I think bánh cuốn. Exactly. The Chinese know of the ancient color people from bún hang, bún chả, phở bún, bánh cuốn tinh chi. Also, they are Thailand. The daily paid flowers of the ancient Thailand people.
cái nhịp như thế. Ôi sao chú này đèn đỏ ít nhỉ chú nhỉ? Ừ. Được. Tưởng đỗ nạc với non bia rồi chứ. Học như một sắp chặt như mình. Đi bay đi đám cưới xin nhiều.